Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và khán giả thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Và sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất được chúng tôi mới cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin tức dịch COVID sáng 16 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 175.480 ca COVID-19, tăng hơn 14.000 F0 so với ngày hôm qua. Thưa quý vị, trong vòng 24 giờ qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, nước ta ghi nhận 175.480 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 175.468 ca ghi nhận trong nước tại 63 tỉnh, thành phố. Cụ thể, tại Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 26.708 F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đó là Nghệ An 10.752 ca, Phú Thọ 9.062, Hải Dương 5.464, Bắc Ninh 5.007, Thái Nguyên 4.920, Hưng Yên 4.906, Hòa Bình 4.846, Sơn La 4.827, Lạng Sơn 4.584, Cà Mau 4.476, Lào Cai 4.238, Hà Giang 4.025, Tuyên Quang 3.987, Đắk Lắk 3.980, Điện Biên 3.296, Bình Dương 3.294, Cao Bằng 3.056, Quảng Bình 3.024, Bắc Giang 2.997, Thái Bình 2.994, Vĩnh Phúc 2.993, Quảng Ninh 2.992, Gia Lai 2.872, Yên Bái 2.827, Nam Định 2.805, Lai Châu 2.593, Bình Định 2.567, Lâm Đồng 2.398, Hà Nam 2.391, Ninh Bình 2.316, Thành phố Hồ Chí Minh 2.246, Quảng Trị 2.246, Tây Ninh 2.074, Hải Phòng 2.032, Bắc Cạn 1.950, Bình Phước 1.871, Khánh Hòa 1.725, Đắk Nông 1.627, Vĩnh Long 1.313, Đà Nẵng 1.277, Phú Yên 1.254, Bến Tre 1.072, Thanh Hóa 1.064, Bà Rịa Vũng Tàu 1.048, Hà Tĩnh 986, Trà Vinh 983, Quảng Ngãi 907, Bình Thuận 824, Quảng Nam 334, Bạc Liêu 244, Thừa Thiên Huế 228, Cần Thơ 195, Long An 169, Kiên Giang 137, An Giang 120, Đồng Tháp 68, Kon Tum 67, Đồng Nai 66, Sóc Trăng 65, Ninh Thuận 41, Hậu Giang 22 và Tiền Giang 16. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 166.671 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 6.552.918 ca nhiễm, đứng thứ 20 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, trong ngày có 111.164 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 3.383.142 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.269 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.358 ca, thở oxy dòng cao 455 ca, thở máy không xâm lấn 116 ca, thở máy xâm lấn 335 ca, ECMO 5 ca. Về số ca tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 ghi nhận 68 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 10, Quảng Ninh 8, Bình Định 6, Bắc Giang 4, Bạc Liêu 4, Thành phố Hồ Chí Minh 3, Bến Tre 3, Bình Dương 3, Bình Thuận 2, Cà Mau 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 2, Kiên Giang 2, Nam Định 2, Quảng Trị 2, Bình Phước 1, Điện Biên 1, Đồng Nai 1, Hậu Giang 1, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, Nghệ An 1, Ninh Bình 1, Tây Ninh 1, Thái Nguyên 1, Thanh Hóa 1, Tuyên Quang 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.477 ca, chiếm tỷ lệ 0,7% so với tổng số ca nhiễm. Vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam, nguy cơ lãng phí tiền nghiên cứu. Thưa quý vị, là một trong ba loại vaccine phòng COVID-19 nghiên cứu và phát triển trong nước, có kết quả thử nghiệm lâm sàng tốt nhưng Covivac đang đứng trước nguy cơ chết yểu, gây lãng phí một khoản tiền không nhỏ. Không còn đường cho vaccine nội.
Vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và phát triển từ tháng 5 năm 2020. Đây là loại vaccine nội thứ hai được Bộ Y tế cấp phép thử nghiệm lâm sàng sau Nanocovax của công ty Nanogen. Tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng 8,8 tỷ đồng từ nguồn quỹ vaccine phòng COVID-19 để hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vaccine Covivac. Trao đổi với phóng viên báo chí, thành viên nhóm nghiên cứu Covivac cho biết, chúng tôi đã có đủ kết quả giai đoạn 2, đối chiếu với vaccine AstraZeneca cho kết quả tốt, thậm chí ở một số kết quả kháng thể trung hòa còn trội hơn vaccine AstraZeneca. Chúng tôi đã làm miễn dịch qua trung gian tế bào, cũng tạo được miễn dịch tế bào TH1 rất tốt. Hội đồng đạo đức Trung nghiên cứu Y sinh học quốc gia đã thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2021, cũng khẳng định đã nghiệm thu. Hiện nhóm nghiên cứu đã trình đề cương thử nghiệm lâm sàng mũi nhắc lại, chứ không đi hai mũi cơ bản như nghiên cứu ban đầu đề ra nữa. Tuy nhiên, hiện có hai khó khăn. Thứ nhất là kinh phí. Chúng tôi cũng xin một ít kinh phí từ nước ngoài, nhưng chỉ đủ để thử nghiệm ở nước ngoài, còn kinh phí triển khai trong nước hiện không còn. Thứ hai, khó khăn lớn nhất là đến nay, chưa có hướng dẫn cấp phép vaccine tiêm mũi nhắc lại vì hiện giờ chúng tôi đã bỏ qua giai đoạn tiêm liều cơ bản 2 mũi. Mặc dù nhóm đã chuẩn bị đề cương khá chi tiết với sự hỗ trợ của quốc tế, bảng dự toán kinh phí nộp lên Bộ Y tế, nhưng cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì mới đây vẫn đang bàn đến việc Bộ quyết định xem hướng vaccine nội tiêm mũi nhắc lại trong tương lai như thế nào. Thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ, vị này cũng thừa nhận tình hình hiện nay rất khó khăn với vaccine nội, nói đúng ra là không còn đường cho những vaccine made in Việt Nam. Vị này buồn bã, chúng tôi đã tính đến việc dừng không nghiên cứu nữa vì thực sự không thấy lối ra. Đơn cử như chúng tôi đã gửi văn bản báo cáo lên Bộ từ tháng 1, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Theo vị này, tổng kinh phí chi ra để nghiên cứu Covivac đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trả lời phóng viên báo chí, thạc sĩ Hoàng Hoa Sơn, Phó trưởng khoa quản lý khoa học công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế cho biết, Covivac có kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2, nhưng giai đoạn 3 thì vướng phải vấn đề hiện nay. Tỷ lệ người đã tiêm liều cơ bản tại Việt Nam gần như 100%, nên đang xin nghiên cứu theo hướng liều nhắc lại. Hiện Bộ đang xây dựng hướng dẫn, việc này cũng không đơn giản vì họ đi từ giai đoạn 2 lên liều nhắc lại luôn. Đây là điều chưa có tiền lệ nên chưa có hướng dẫn, cần phải nghiên cứu để ban hành. Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng. Tại cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Y tế với các đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine mới đây, các ý kiến đã thống nhất về việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đối với 3 vaccine nội gồm Covivac, Nanocovax và ARCT-154. Đối với Covivac, Bộ yêu cầu Cục Y tế Dự phòng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ về việc tiêm liều nhắc lại theo hướng vừa triển khai, vừa đánh giá những kinh nghiệm các nước. Đồng thời, đề nghị Cục Quản lý Dược làm đầu mối xây dựng, ban hành hướng dẫn tiêu chí cấp phép cho vaccine liều nhắc lại, hoàn thành trước ngày 30 tháng 3. Cùng với đó, kết hợp với Cục Khoa học Công nghệ Đào tạo xin ý kiến các hội đồng. Bộ giao Cục Khoa học Công nghệ Đào tạo hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng liều nhắc lại, còn vụ kế hoạch tài chính làm đầu mối hướng dẫn thủ tục cấp kinh phí cho dự án nghiên cứu từ nguồn ngân sách nhà nước, định hướng đề xuất đề tài cấp quốc gia. Hiện trạng ba ứng viên vaccine nội. Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen đã nghiệm thu kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vào tháng 8 năm 2021. Vaccine này đã được Hội đồng Đạo đức Trung nghiên cứu Y sinh học quốc gia đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với dữ liệu tính đến ngày 13 tháng 12 năm 2021. Hiện đang tiếp tục thu thập dữ liệu đánh giá tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của vaccine theo đề cương nghiên cứu. Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đã họp thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành vaccine này và đề nghị công ty sản xuất, các đơn vị nghiên cứu khẳng định về tính chính xác của dữ liệu nghiên cứu. Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Nha Trang đã đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, đã hoàn thành tiêm 2 liều của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và hoàn thành báo cáo giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, hiện đang hoàn thiện đề cương thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. ARCT-154 là vaccine mRNA của công ty Arcturus, Hoa Kỳ, được tập đoàn Vingroup đàm phán để chuyển giao công nghệ về Việt Nam, đã hoàn thành tiêm 2 mũi thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3A, 3B, 3C. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu nghiên cứu để đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, phục vụ xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành trong trường hợp cấp bách. Tăng giờ làm thêm, giải bài toán ngắn hạn, cấp cứu do dịch bệnh. Thưa quý vị, tăng giờ làm thêm trong bối cảnh dịch bệnh khiến lao động phải nghỉ giãn cách, doanh nghiệp dừng hoạt động là có cơ sở. Việc tăng giờ làm thêm, theo đó chỉ áp dụng trong thời gian ngắn. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến năng suất, sản lượng của nhiều doanh nghiệp suy giảm vì những thời điểm thiếu hụt lao động. Trước thực tế đó, Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét điều chỉnh số giờ làm thêm, nới trần từ 40 giờ lên 70 giờ trên tháng, mở rộng mức trần 300 giờ trên năm cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Cơ sở của đề xuất này là tình trạng khó khăn về nhân lực của doanh nghiệp do dịch bệnh.
Doanh nghiệp, theo đó, muốn có thỏa thuận tăng thời lượng làm thêm giờ với người lao động, vừa để phục hồi sản xuất, làm bù thời gian buộc phải dừng việc thời gian kéo dài vừa qua, vừa để tăng thu nhập cho người lao động. Phóng viên báo chí có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về vấn đề liên quan đến đề xuất tăng giờ làm thêm này. Khi được hỏi, thưa ông, việc tăng thời gian làm thêm như đề xuất của chính phủ có ý nghĩa gì trong bối cảnh hiện nay? Ông trả lời, pháp luật lao động hiện có quy định tổng số thời gian làm thêm tối đa của người lao động trong một năm, một tháng, thậm chí một ngày. Trong điều kiện bình thường, chúng ta cứ áp dụng quy định của Bộ Luật Lao động vào thực tiễn và căn cứ vào đơn giá lao động để tính toán. Việc quy định thời gian làm thêm phải đảm bảo hai yếu tố, một là phải đủ thời gian giúp người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, sức sản xuất. Trong bối cảnh không quá thiếu lao động, việc khống chế thời gian làm thêm cũng để điều hòa công việc giữa các nhóm lao động. Thứ hai, về nguyên tắc, quan trọng nhất, khống chế thời gian làm thêm của người lao động vừa đảm bảo phát triển bền vững, vừa thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới máy móc, công nghệ sản xuất. Doanh nghiệp không được lạm dụng việc tăng năng suất lao động bằng cách tăng thời gian làm thêm, vắt kiệt sức người lao động. Đây là động lực để buộc doanh nghiệp cải tiến máy móc, công nghệ, nâng cao năng suất, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cá nhân những người lao động có nhu cầu làm việc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cả nước đối diện với việc giãn cách xã hội nhiều tháng, cách ly, điều trị với lao động mắc COVID-19, dẫn đến những khó khăn trong sản xuất. Số lao động là F0, F1 nghỉ việc nhiều, dẫn đến đình trệ sản xuất ở nhiều nhà máy, doanh nghiệp, nên nhiều doanh nghiệp thiếu lao động ở một số vị trí, không kịp tiến độ đơn hàng. Trong bối cảnh đó, chúng ta buộc phải chấp nhận tăng số giờ làm thêm trong một thời gian nhất định, cho tới khi sản xuất kinh doanh hồi phục trở lại. Việc tăng giờ này để bù lại thời kỳ phải tạm nghỉ, không làm việc trước đó. Tôi nghĩ điều này tốt cho doanh nghiệp để đảm bảo khối lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất theo kế hoạch, không mất bạn hàng, duy trì điều kiện kinh doanh. Đồng thời, việc tăng thời gian làm thêm dựa trên sự thỏa thuận với người lao động, căn cứ vào đơn giá công lao động có thể giúp người lao động tăng thu nhập, bù đắp phần thu nhập thiếu hụt trong bối cảnh khó khăn. Tất nhiên, việc tăng thời gian làm thêm cần đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe, an toàn cho người lao động. Khi được hỏi, nói như vậy có thể hiểu, với tư cách một đại biểu Quốc hội, ông tán thành với phương án đề xuất tăng thời gian làm thêm, nhưng yêu cầu chỉ áp dụng trong thời gian nhất định để phục vụ nhiệm vụ phục hồi sản xuất. Ông trả lời, đúng vậy, và đề xuất của chính phủ cũng nêu rõ thời hạn áp dụng cơ chế này là trong năm 2022, chứ không phải điều chỉnh quy định về giờ làm thêm thể hiện trong Bộ Luật Lao động hiện hành. Thực tế, dịch bệnh khiến rất nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động một số tháng vừa qua, nên khi có điều kiện quay trở lại sản xuất, đơn vị nào cũng cần tăng thời gian làm thêm để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu bạn hàng, đồng thời cũng bù đắp lại thời kỳ người lao động không có việc làm. Do vậy, có thể tăng thời gian làm thêm một số tháng nào đó, nhưng tổng thời gian làm thêm cả năm không vượt quá mức quy định hiện nay. Con số tổng thời gian làm thêm cả năm này phải tính toán sao cho hài hòa quyền lợi cho các bên. Khi được hỏi, cũng có một số ý kiến cho rằng, đi liền với việc tăng thời gian làm thêm thì cần điều chỉnh đơn giá giờ làm thêm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ông trả lời, hiện Bộ Luật Lao động quy định rất rõ ràng về đơn giá tiền lương ngày làm thêm. Cụ thể, làm thêm các ngày trong tuần, mức lương bằng 150% mức lương bình thường. Nếu làm thêm vào ngày nghỉ, đơn giá lương bằng 200% ngày bình thường và làm thêm ngày lễ Tết, người lao động được hưởng 300% mức lương ngày bình thường. Nghị quyết của Quốc hội về phục hồi, phát triển kinh tế cho phép áp dụng những quy định vượt qua khuôn khổ luật pháp là không giới hạn thời gian làm thêm trong một tháng, nhưng tiền lương với thời giờ làm thêm vẫn đảm bảo như quy định pháp luật. Việc tăng thời gian làm thêm, theo tôi, chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn, không sửa Bộ Luật Lao động và cũng chỉ nên áp dụng với một số ngành, lĩnh vực đặc thù, dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp. Khi được hỏi, chuyện thời gian làm thêm, như ông phân tích, có tác động tới năng suất lao động, hiệu quả sản xuất. So với năng suất lao động của một số nước trong khu vực, trong đó có Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, thứ hạng của Việt Nam đang được xếp thấp hơn. Có thể tăng thời gian làm thêm để đẩy năng suất lao động lên không, thưa ông? Ông trả lời, khi thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019, các đại biểu Quốc hội cũng trao đổi kỹ về vấn đề này rồi. Trong điều kiện bình thường, tổng thời gian làm việc của người Việt Nam không thấp so với thế giới, thậm chí so với lao động ở Nhật, một nước rất căng về nguồn nhân lực. Thực tế là ở các nước phát triển, số ngày nghỉ nhiều hơn Việt Nam và thời gian làm thêm của họ cũng được khống chế ngặt nghèo để đảm bảo khả năng tái tạo sản xuất. Quan điểm được đưa ra là tăng thời gian làm thêm quá mức sẽ ảnh hưởng tới việc tái sản xuất sức lao động của người lao động, ảnh hưởng đến việc phân chia công việc xã hội, sẽ có người làm nhiều, lấn át hoặc giành việc của người khác. Đáng nói hơn, các nước phát triển chủ trương không tăng thời gian làm việc, kìm giữ thời gian làm thêm ở mức hợp lý để thúc đẩy doanh nghiệp tự đổi mới máy móc, công nghệ để thúc đẩy tăng năng suất lao động. Mục tiêu cần hướng tới là làm sao để người lao động làm việc ít thời gian hơn nhưng năng suất trên mỗi giờ làm việc cao hơn. Bản thân lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cao hơn trên cơ sở đảm bảo máy móc, thiết bị, kỹ thuật. Khống chế thời gian lao động là một cách để đảm bảo quyền lợi người lao động, để thúc đẩy doanh nghiệp phải nâng cao năng suất lao động.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Người tái nhiễm nCoV có xu hướng gặp triệu chứng nặng. Thưa quý vị, thực tế điều trị tại Hà Nội cũng cho thấy mọi lứa tuổi đều có thể tái nhiễm SARS-CoV-2 dù đã có kháng thể với virus. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thu Hường, trưởng đơn nguyên chống dịch COVID-19 Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trung bình mỗi ngày, cơ sở này tiếp nhận khám và điều trị khoảng 70-80 trường hợp hậu COVID-19. Con số này thậm chí lên tới hơn 100 bệnh nhân ở những ngày cao điểm. Nguy cơ tái nhiễm cao. Theo bác sĩ Hường, đến nay, Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận và thăm khám cho khoảng hơn 10 trường hợp có các dấu hiệu của tái nhiễm SARS-CoV-2. Khoảng thời gian sau tái nhiễm thường là 1 tháng. Cá biệt có trường hợp sau 15 ngày khỏi bệnh đã tiếp tục nhiễm SARS-CoV-2 và xuất hiện triệu chứng. Bác sĩ Hường nói, theo vị chuyên gia này, nhiều người dân hiện nay có tâm lý chủ quan khi từng nhiễm SARS-CoV-2 và tiêm vaccine. Tuy nhiên, họ vẫn tái nhiễm biến chủng Omicron. Đặc biệt, một số người thậm chí có xu hướng cố tình để bản thân mắc COVID-19 trong giai đoạn này với hy vọng nhiễm biến chủng Omicron, qua đó không mắc bệnh nữa. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm, vì dù nhiễm Omicron, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tái nhiễm chính biến chủng đó nhưng với biến thể phụ khác. Bác sĩ Hường giải thích. Qua quan sát, bác sĩ này cũng nhận định đây là lý do khiến tỷ lệ tái nhiễm SARS-CoV-2 thời gian gần đây khá cao. Nhóm có nguy cơ tái nhiễm cũng rất đa dạng với các lứa tuổi khác nhau. Bà nói thêm, các bệnh nhân tái nhiễm nCoV có xu hướng xuất hiện triệu chứng nặng hơn. Dù có kháng thể cao, cơ thể các bệnh nhân vẫn rất mệt mỏi. Song song với đó là những dấu hiệu của bệnh khá nặng. Một vấn đề khác người dân cũng cần lưu ý là tái dương tính với nCoV. Khác với tái nhiễm, tái dương tính là trường hợp bệnh nhân sau khi test nhanh cho kết quả âm tính với nCoV, nhưng virus vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, nồng độ quá thấp khiến việc test nhanh không phát hiện được. Các trường hợp này nếu không theo dõi sức khỏe, tăng sức đề kháng và lắng nghe cơ thể, nồng độ nCoV có thể tăng trở lại và gây ra tình trạng tái dương tính. Lúc này, bệnh nhân vẫn có các triệu chứng như thời gian nhiễm nCoV trước đó, bác sĩ Hường nói. Vị chuyên gia này cũng chia sẻ một trường hợp là nhân viên y tế của Bệnh viện Thanh Nhàn mới đây nhiễm nCoV biến chủng Omicron. Người này uống thuốc kháng virus Monopiravir 5 ngày và có kết quả test nhanh 2 lần âm tính. Ngày thứ 8, bệnh nhân đã có thể đi làm bình thường. Tuy nhiên, tới ngày thứ 12, các triệu chứng lại xuất hiện như ban đầu. Kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy chỉ số CT là 20. Do đó, bác sĩ Hường khuyến cáo người dân sau khi âm tính vẫn cần đảm bảo 5K, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày và liên hệ chặt chẽ với cơ sở y tế nhằm tái khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường. Omicron có thể gây di chứng hậu COVID-19 nặng nề hơn. Bác sĩ Hường cho biết, thời gian qua, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận rất nhiều trường hợp tới khám do có triệu chứng của hậu COVID-19 mỗi ngày. Các trường hợp thường gặp di chứng hậu COVID-19 bao gồm người cao tuổi, mắc bệnh lý nền. Cá biệt một số người trẻ cũng xuất hiện tình trạng suy hô hấp không cải thiện sau khi âm tính một thời gian và phải nhập viện tới lần thứ 3. Theo vị chuyên gia này, triệu chứng thường gặp nhất sau khi khỏi COVID-19 là mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, giảm khả năng lao động thể lực, mất tập trung và rối loạn giấc ngủ. Một số bệnh nhân thậm chí xuất hiện tình trạng rối loạn tiêu hóa. Trong quá trình thăm khám và điều trị, chúng tôi nhận thấy một thực tế là đa số bệnh nhân nhiễm nCoV biến chủng Delta trước kia có triệu chứng nặng hơn nhưng vấn đề hậu COVID-19 không rõ ràng. Ngược lại, với Omicron, các triệu chứng lâm sàng thường nhẹ nhưng di chứng hậu COVID-19 có vẻ nặng nề hơn. Bà nói, mới đây, cơ sở y tế này cũng ghi nhận một trường hợp suy hô hấp, tổn thương phổi nặng sau khi khỏi COVID-19. Phải nhập viện sau vài tuần âm tính do liên tục khó thở, mệt mỏi. Người này không đáp ứng với oxymat, phải can thiệp ECMO, tim phổi nhân tạo và không may qua đời. Theo bác sĩ Hường, các trường hợp thường xuất hiện di chứng hậu COVID-19 là người cao tuổi, trên 60 tuổi, có bệnh lý nền. Cá biệt, một số người trẻ cũng phải nhập viện do suy hô hấp không cải thiện hậu COVID-19. Một số người thậm chí phải điều trị hậu COVID-19 tới 3 lần. Bác sĩ Hường khuyến cáo, sau khi bệnh nhân COVID-19 xuất viện, chúng tôi cần căn cứ vào việc dùng thuốc của F0 sau điều trị để có cách xử trí phù hợp. Ngoài ra, những người có bệnh lý nền sau khi khỏi COVID-19 cần tới khám càng sớm càng tốt trong một tuần đầu tiên để được xét nghiệm và tiên lượng, qua đó can thiệp sớm nếu cần thiết. Ngoài ra, khi bệnh nhân tới khám, các bác sĩ sẽ có cơ sở để giải thích, tư vấn dựa trên tình trạng sức khỏe, liệu có cần nhập viện hay không. Theo bác sĩ Hường, việc tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn cùng các liệu pháp tâm lý cũng đóng vai trò.